Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa mới được theo dõi thông tin tại nước Mỹ, và có lẽ như là anh Lê Thắng cũng là một trong những người đã từng sống ở tại Mỹ thì chắc là anh cũng sẽ một phần nào hiểu được cái cảm giác đó đúng không? Hiểu lắm, bởi vì ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là trong loạt thông tin về thế giới có rất nhiều thông tin về Mỹ, như là Mỹ đang phải đối mặt với lại ba cái kỳ đại dịch chồng lên nhau, và mùa đông của nước Mỹ năm nay thì cũng rất là khó đoán. Hiện tại ở New York đang là 1 độ C, Chicago là âm 7 độ C, San Francisco ở bên bờ Tây là 11 độ C, và South Dakota đang là âm 17 độ C và đang có tuyết trắng ở đây. Bão tuyết và mưa lạnh đã khiến cho rất nhiều khu vực ở tại Mỹ trong thời gian vừa qua đã gây khốn đốn và khó khăn cho sinh hoạt cũng như những hoạt động giao thông. Và tại Nam Dakota như tôi vừa đề cập á, đang là âm 17 độ C và tuyết đang rơi dày khoảng 70 cm, khiến cho rất nhiều những trang trại ở đây chìm trong băng giá và các loại gia súc thì cũng bị phủ một lớp tuyết dày ở tại đây. Hình ảnh từ trang trại Laundrie ở Sturgis, Nam Dakota, Mỹ cho thấy những đàn gia súc đang kiếm ăn trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Người dân khu vực này nói rằng họ đã phải đào tuyết suốt nhiều giờ để có thể đi lại được, trong khi tuyết vẫn đang liên tục rơi. Trong tuần qua, tuyết rơi nhiều trong bối cảnh gió mạnh và lớp băng tích tụ dày đã buộc nhà chức trách phải đóng cửa nhiều tuyến đường bộ và đường cao tốc. Giới chức các địa phương cũng khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, đồng thời giảm tốc độ khi lái xe.